Theo yêu cầu của chủ tọa phiên họp, tôi xin phép phát biểu ý kiến về hai nội dung. Nội dung thứ nhất về xây dựng và hoàn thiện thể chế, cũng như là về khắc phục các cái bất cập hạn chế trong hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Vì thời gian nó không có nhiều cho nên về nội dung này thì tôi xin phép được tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Và đồng bào xin báo cáo thêm, và đồng thời xin báo cáo thêm là cùng với tập trung chống đại dịch COVID thì vấn đề xây dựng thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ trước và sau khi kiện toàn. Hiện bây giờ thì chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang tập trung vào hiện thực hóa các cái kết quả rà soát trong cái báo cáo Quốc hội số 442 mà như đại biểu Đồng Ngọc Ba đã phát biểu. Và Thủ tướng Chính phủ thì đã ban hành cái kế hoạch sửa đổi bổ sung, có chọn ra một số những vấn đề cấp thiết, bức xúc thì sẽ đề xuất để Quốc hội xem xét thông qua trước. Và đồng thời thì đối với những vấn đề dài hơi thì sẽ đưa vào chương trình, đã và sẽ đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh để tập trung xử lý trong cái thời gian tới. Và theo cái nguyên tắc là thực hiện triệt để các cái quy định về phân cấp, phân quyền và cá thể hóa trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ thì cũng giao cho Bộ trưởng, trưởng ngành là chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, cũng như thực hiện các cái biện pháp khác, ví dụ như là tăng cường năng lực cho các cái cán bộ công chức và trực tiếp làm công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Thì đấy là cái nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai là liên quan đến yêu cầu trực tiếp của chủ tọa phiên họp để phát biểu trực tiếp về một số vấn đề liên quan đến tính pháp lý của cái dự thảo nội dung của nghị quyết Quốc hội về phòng chống COVID-19 để đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp Quốc hội lần này. Thì tôi xin phép có 3 ý kiến. Cái thứ nhất là những việc đã làm trong thời gian qua. Thì các đại biểu Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước đã biết rất là rõ là trong thời gian qua, khi mà đại dịch COVID bắt đầu, thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hiến định và luật định, được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền thì đã thực hiện một số các cái giải pháp cấp bách và cần thiết để phòng chống dịch. Và chúng ta đã đạt kết quả tốt, được thế giới và trong nước đánh giá cao. Theo nhận thức của tôi thì cái thành công này là có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là dịch còn ít ở quy mô nhỏ và virus cái giai đoạn đầu thì lây chậm hơn. Cái thứ hai hết sức quan trọng là chúng ta có một hệ thống chính trị vững mạnh, tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và cái yếu tố thứ ba là nhân dân thì đồng thuận, chia sẻ, ủng hộ và tuyệt đối tuân thủ các cái chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trong cái công cuộc này. Cái ý thứ hai, thế thì bây giờ hai yếu tố sau thì vẫn còn và chúng ta tiếp tục củng cố. Nhưng cái yếu tố thứ nhất thì đã có sự thay đổi. Tình hình phức tạp, dịch bệnh lan nhanh, số người mắc COVID tăng và số bệnh nhân bị tử vong cũng tăng. Như vậy thì cùng với hai cái yếu tố quan trọng còn nguyên giá trị như vậy, chúng ta phải có những cái thay đổi nhất định để đáp ứng, đặc biệt là với yếu tố thứ nhất. Chính vì vậy cho nên Chính phủ mới trình Quốc hội để xem xét thông qua một cái nội dung về nghị quyết để đưa vào nghị quyết chung của Quốc hội với các cái nội dung là như Bộ trưởng Bộ Y tế đã trình bày. Và đây là một cái giải pháp chưa có tiền lệ. Ý thứ hai ở trong cái nội dung này là các cái biện pháp quy định chúng tôi rà soát ý, thì các cái biện pháp và các cái quy định để phòng chống đại dịch, dịch bệnh nói chung ý, thì về cơ bản đã có trong hệ thống pháp luật hiện hành. Và đặc biệt là ở trong cái luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm, rồi pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp, một số các quy định khác có liên quan trong lĩnh vực an ninh trật tự, rồi phòng chống thảm họa, thiên tai, vân vân. Tuy nhiên thì cần một cái hành vi pháp lý ở cái mức cao hơn của Quốc hội là tiếp tục cho phép áp dụng các cái biện pháp này như trong trường hợp chúng ta đã ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh. Một số biện pháp mới chưa có quy định cụ thể và báo cáo Quốc hội là cái này chủ yếu là nó liên quan trong lĩnh vực chúng ta ứng dụng các cái thành tựu mới của công nghệ thông tin. Thế còn những biện pháp khác luật thì dự thảo nghị quyết sẽ yêu cầu Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định và báo cáo Quốc hội trong kỳ họp gần nhất.
và đồng thời thì cũng cho phép là chính phủ để đáp ứng kịp thời với tình hình phòng chống dịch bệnh thì được linh hoạt áp dụng các cái hình thức văn bản thuộc thẩm quyền, nghị định rồi quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định Chính phủ rồi quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì đương nhiên, tuy nhiên còn các hình thức văn bản khác, tôi nói ví dụ như là nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ hoặc là công điện của Thủ tướng Chính phủ, thì đấy là những cái nội dung mà đưa vào trong nghị quyết. Cái thứ ba, vậy thì cái chìa khóa kiểm soát việc thực hiện nghị quyết và việc Chính phủ giao vào ủy quyền, việc Quốc hội giao vào ủy quyền cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta kiểm soát bằng mức nào? Thì báo cáo Quốc hội cái này có ba ý. Cái thứ nhất là phạm vi hẹp, chỉ áp dụng trực tiếp trong phòng và chống Covid, trong đó bao gồm một số biện pháp hành chính, kiểm soát dịch bệnh, các vấn đề liên quan đến mua và sản xuất vaccine, an sinh xã hội, một số vấn đề về tài chính, ngân sách và mua bán trang thiết bị, vật tư y tế. Thì đấy là cái khóa thứ nhất. Cái khóa thứ hai là áp dụng trong một thời gian ngắn nhất định, dự kiến là chỉ đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, và có một cái cơ chế giám sát cái chìa khóa như vậy. Với cái tinh thần như thế thì Chính phủ trình cái nội dung này và cũng kính đề nghị Quốc hội xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.